Đây là chánh điện chùa Vinh Nghiêm ở Trà Vinh. Nếu quý Phật tử đi ngang chùa Vinh Nghiêm, có số liên hệ của chùa đặt cơm chay, chùa nấu rất ngon. Cơm chay ở chùa là tuyệt đỉnh. Bây giờ mình sẽ giới thiệu ni trưởng của chùa đây. Cảm ơn sư bà. Cơm sư bà nấu ngon quá. Đúng rồi chị. Đây các bạn thấy sư bà dễ thương nghe chưa? Chị em nhỏ mà. Sư bà đẹp gái dễ sợ luôn. Sư bà đẹp gái.